Do những tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng bột đá mìn đi thị trường Ấn Độ có tín hiệu khả quan và sản phẩm ngày càng đa dạng nên sản lượng xuất khẩu của doanh nghiệp này có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ, số thuế xuất khẩu tăng 5% so với cùng kỳ. Đa dạng hóa các cái thị trường khác nhau và bằng những cái hình thức cụ thể là đi các cái hội chợ và cùng phát triển làm ăn với các cái đối tác mới, các bán hàng mới và xây dựng cái thương hiệu uy tín của chúng tôi trong các cái thị trường chủ lực. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số ít các doanh nghiệp có tín hiệu khởi sắc trong xuất khẩu. Hầu hết các lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đều sụt giảm. Như doanh nghiệp này, bắt đầu đi vào sản xuất mặt hàng gạch lại đúng vào thời điểm thị trường đóng băng, nên dù sản phẩm đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu, nhưng doanh nghiệp lại đang khá chật vật để tìm kiếm bạn hàng. Dây chuyền chưa vận hành hết công suất, trong khi hàng tồn kho đang chiếm 60% sản lượng. Tất cả mọi cái việc mà đi các nước thì đều phải muốn là phốp ở Hải Phòng hoặc là phốp ở thành phố Hồ Chí Minh, thì cái chi phí vận tải nó cũng tăng lên. Những tháng đầu năm 2023, nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động, chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn bị gián đoạn, đứt gãy, dẫn tới nhiều hệ lụy cho hoạt động xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế. Xuất khẩu tại một số thị trường chủ lực như Trung Quốc, Mỹ, EU, Hàn Quốc tiếp tục sụt giảm mạnh. Một số ngành hàng xuất khẩu vốn có số thu lớn như răm gỗ, linh kiện phụ tùng, thép các loại sụt giảm mạnh từ 50 đến 70%. Riêng số thu nhập khẩu mặt hàng xăng dầu giảm đến gần 80% so với cùng kỳ. Thêm vào đó, dịch vụ logistics của tỉnh chưa phát triển nên nhiều doanh nghiệp chưa lựa chọn làm thủ tục hải quan ở cửa khẩu để giảm thời gian, chi phí. Chúng tôi cố gắng để duy trì các cái mặt hàng truyền thống như là xuất khẩu khoáng sản, bột đá đã qua chế biến, xuất khẩu các cái vật liệu là các cái nguyên liệu xây dựng và duy trì các cái nguồn thu đó để bù đắp cái nguồn thu từ xăng dầu nhập khẩu để phần nào là đạt được cái chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Tín hiệu xuất khẩu mặt hàng viên nén đang rất tốt, tăng trưởng khá. Để tăng doanh thu, mong muốn hạ tầng sân bay, cảng biển của Nghệ An tốt hơn sẽ vô cùng thuận lợi cho doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, số thu thuế xuất nhập khẩu giảm đến trên 39% so với cùng kỳ và chỉ đạt 46% chỉ tiêu dự toán. Đây là một thách thức lớn đối với việc hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023 của ngành hải quan. Điều này đòi hỏi các cấp ngành phải tích cực trong việc triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh cũng như tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu.